Chào buổi sáng cả nhà, mình là Trinh Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức Hôm nay thì Trinh rất vui được gặp lại mọi người Và lúc 6 giờ sáng vào tháng 12 ở Đức thì 6 giờ sáng Thì trời vẫn đang tối lắm cả nhà Và hôm nay Trinh rất vui được chia sẻ cận cảnh cái xe dọn tuyết ở Đức vào mùa đông nhé cả nhà nhé trước mặt cả nhà đó là xe dọn tuyết chuyên dụng của đức vào mùa đông và ngày hôm nay thì nhiệt độ bây giờ đang là âm 6 độ c mặc dù là trời không có tuyết vào ngày hôm nay nhưng mà mặt đường đã hoàn toàn đóng băng đó thì nó giống như là băng đá bên dưới ấy. mặt đường ấy thì là nó rất là trơn luôn và đặc biệt là trên đường cao tốc thì những cái xe này phải đi xử lý những cái đường băng đó để cho cái mặt đường được an toàn để cho người dân tham gia giao thông đó đây là phía đằng trước của xe này cả nhà thì toàn bộ cái phần trước này của xe á, thì là cái xe này họ sẽ uh, sẽ đi về phía bên đằng trước và cái phần này là phần gạt họ sẽ gạt tuyết sang trái hoặc là sang phải hai bên lề đường đó cái phần bên trên cái chỗ màu xanh và màu cam này này là trên thùng xe này thì sẽ chứa muối nhé cả nhà bởi vì người đức thì sử dụng muối để xử lý băng tuyết trên xe sẽ có phần đằng trước để gạt tuyết sang hai bên lề đường sau đó thì phía đằng sau sẽ có cái phần trục màu xanh này sẽ có nhiệm vụ rắc muối để làm sạch mặt đường và nó có thể rắc uh, theo bề ngang theo chiều ngang từ 4 đến 12 mét làm sạch mặt đường giữ an toàn để cho đảm bảo cho những cái xe lưu thông uh, được an toàn trên có cái mặt đường sạch sẽ và an toàn không bị trơn trượt vào lúc mà bây giờ đang có đá gọi là đá ở dưới mặt đường đây cả nhà nó rất là trơn luôn. Đó, hôm nay thì trinh rất may mắn được quay cận cảnh cái xe chuyên dụng um, chuyên uh, cao tuyết vào mùa đông ở Đức và đây là muối trắng ở Đức họ sử dụng để um, xử lý băng tuyết đây cả nhà. Cái muối trắng này hoàn toàn có thể ăn được luôn. Trinh rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi video đến lúc này nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt mọi người. Mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.